Trong video này, mình sẽ tóm tắt 100 ngày Myrap chơi ở server lucky.vietnam.com. Mình cũng có làm video 100 ngày về server này, nhưng mà chỉ chơi ở server Skylock. Mà mới có mấy tháng nay thôi mà server đã xây dựng và phát triển thêm nhiều server khác nữa, như là Mythic Survival, Skymine, Fashion, Prison và One Lock. Và có thêm nhiều server khác nữa để cho các bạn chơi. Và trong 100 ngày này, mình sẽ đi tham quan và chơi hết tất cả các server ở trong lucky.vietnam.com. Và mục tiêu chính của mình chủ yếu là đi ăn xin và quậy phá. Bắt đầu ngày đầu tiên thì mình lựa server để mà mình chơi. Mà mấy cái server trong đây thì mình chơi hết trơn luôn rồi. Mình hay vô đây giải trí, mình kiếm mấy cái ông nào để mà mình quậy phá nữa. Và mình để ý thấy là cũng có một server mới, đó là Tawny. Mới vừa mở ngày hôm qua luôn, mà hôm nay mình vô chơi rồi cũng ngon lành thì chứ. Mới đầu vào thì trời tối hôi luôn à. Và mình cũng không biết server này là hay lậu gì nữa, cày cuốc hay là đi xây dựng. Rồi mình bắt đầu đọc hướng dẫn và xem mấy ông kia chat thì mấy ông kia kêu sạc kit để nhận quà. Sau khi mà mình sạc kit xong thì mình nhận nguyên bộ giáp kim cương với nguyên cái đống công cụ khởi đầu này, xịn sò thật sự. Và mình bắt đầu đi vòng vòng, mình tìm hiểu về mấy cái lệnh và tìm hiểu về mấy con NPC trao đổi đồ. Và mình để ý thấy là có hai khu vực, một là khu vực trao đổi đồ boss, hai là khu vực trao đổi đồ thường. Sau một lúc đi lòng vòng thì mình cũng thấy có một con NPC. Và cái con NPC này khi nhấp vào nó thì nó sẽ dẫn cho mình đi đến một khu vực để mà sinh tồn. Và mấy cái sinh tồn ở đây thì nó cũng bình thường thôi, nó cũng giống như mấy cái kia. Mình bắt đầu đi cày cốt và đi xây dựng. Lúc này thì mình đang ở dưới hang để mà mình đi đào kiếm kim cương. Thì ông Monster ông xin qua để mà ông kiếm chuyện, ông quậy phá mình. Mình đào suốt khoảng chừng gần mười mấy phút luôn mà không thấy được một cục kim cương nào hết á. Mình nghĩ ông admin ông chơi mình rồi. Chơi gì đâu toàn đá đỏ với ngọc lưu ly vàng không à, kim cương giấu ở đâu hết trơn rồi. Buồn thật sự. Cái việc đi mai nó quá chán với tụi mình rồi, nên mình chuyển sang qua chế độ khác. Tụi mình qua web boss để mà tụi mình đi săn linh hồn. Mà mới bước tới cổng của mấy con boss thôi, có ông nào tinh quân á, ông lấy mấy cái linh hồn nhỏ ông cho mình. Lúc đầu thì mình cũng đâu có biết mấy cái này làm được cái gì đâu, ông giục ra hoài luôn mà mình đâu có lấy. Khi mà mình đánh vài con boss zombie skeleton ở dưới đây á, thì nó gớt ra mấy cái linh hồn nhỏ. Và mình hỏi mấy ông kia thì ông nói mấy cái linh hồn này để mà đổi đồ. Rồi mình dịch chuyển qua bên khu cho đổi đồ boss thì mình thấy mấy cái cục này có thể đổi được mấy bộ giáp mà xịn sò hơn nữa. Mà mấy cái cục linh hồn nhỏ trong đây thì nó sẽ tăng dần cái sức mạnh và tăng theo cái số lượng mà mình trao đổi luôn, từ 16 cục, 32, 48 tới 64. Mình qua bên khu vực của mấy con boss mình farm một chút rồi mình quay lại đây mình đổi, thì mình bỏ ra 16 cục linh hồn nhỏ để mà mình đổi với một cây kiếm quái vật. Lúc khởi đầu mình với ông Mon cực khổ gì đâu á, bị mấy con boss đánh chết lên chết xuống mà không có thể ăn để ăn nữa chứ, ăn thịt thối rữa không à. Lúc này thì mình với ông Mon còn khá là yếu nên kiếm một cái chỗ nào nó góc lắc ấy, mấy con zombie nó spawn ra một cái là mình với ông Mon dứt nó liền. Chứ đánh thẳng mình thấy không ăn khô gì hết á. Sau cũng gần một tiếng đồng hồ thì mình cũng đủ cái số lượng để mà mình đổi full cái kiếm cho mình lên cộng 3. Nó học luôn, farm mấy cái này mệt. nó không có khó mà nó mệt, đánh liên tục luôn ấy, muốn hư con chuột luôn. Tới phút 90 thì mình với ông Mon mới biết được là mấy cái hạt khói rửa, tôi nhện xương gì mắc nhện đồ ấy, có thể bán được để mà lấy tiền mua thịt ăn. Mà một tiếng đồng hồ trước là hai thằng cứ lấy thịt thôi rửa ra mà nhai không. Mình TP qua khu vực địa bàn của ông Ca Điên để mà mình tham quan. Mình cũng không biết ông này là tên là gì nữa, Cá Điện hay sao á. Mà mới đi vô nhà thôi, ông Mon cầm cây kiếm cùng ba tán mình cái ná thở liền. Đau vậy? Nước đàn ông được. Ôi, cứu Mon. Sự kiện câu cá diễn ra thì nhà nhà người người ai ai cũng kéo ra đây để mà câu cá. Ông nào mà bắt được con cá to nhất hay là con cá hiếm nhất thì sẽ lên được bảng top 1, top 2, top 3 và cứ xếp dần về sau nữa ấy. Nếu mà có trong top thì sẽ được đồ và được tiền. Do là mình không chuẩn bị trước cái cần câu cá, cái sự kiện này diễn qua quá nhanh mà. May mà mình đi xin có người cho đó, mà mấy ông trong đây cũng hân hiện cực, xin cái là cho liền à. Ê, ông nói cái câu được cái đù vàng kìa. Cái đù vàng. Hiếm. Hiếm hả? Hiếm hả? Ừ. Câu được cái gì ạ? Cá vượt nhỉ. Đù, mấy cm. Bắt được cua bay lắc ba. Bắt được cua bay lắc vãi bìm. Ảo. Bạn nhận được. Ui, bạn vừa nhận. Ờ, tôi cũng nhận được nè, linh hồn boss. Bạn nhận được 200 gì ạ? Được có 3. Cánh người đại dương được con nhiêu cao. Tôi được có 2 linh hồn boss rồi, không được nhiêu? Ừ, cũng hai luôn, mà được 600 đô đúng không? 600 tiền. Sự kiện câu cá kết thúc thì tụi mình qua bên nhà của ông DNRBX. Tên nói muốn cứng cái họng gì á. Ông bên đây ông kêu tụi mình qua để mà đi xuống địa ngục chơi.
mình không biết có con mẹ gì ở dưới nữa mà kêu xuống chơi. Xuống đây toàn mấy con lợn không. Mình cứ đi mãi vậy đó. Mà không có một cái pháo đài khổng lồ nào hết. Buồn thật sự, nên mình quay về luôn. Ông Mon ông cũng tìm ra được một cái warp bot mà nó mạnh hơn nữa. Nên tụi mình quyết định qua bên đó. Mà qua bên đây bị ăn hành. Nó bán hành cho ngập cái họng luôn. Có người sói, gấu chiến, gia sua ly xin nữa. What the fuck. Đủ hay lợi hết mấy con boss trong đây. Và mình cũng tìm hiểu từ trước là khi mà giết mấy con boss này thì nó sẽ rơi ra mấy cái mảnh để mà mình đổi đồ ấy. Mà giết một con ghê một cái. Mà máu nó con nào con nấy mấy trăm mấy ngàn không à, sao quýnh chết. Cái này cày dữ lắm mới quýnh lại nó thôi. Do là chết rất là nhiều ở bên cái warp bot nên tụi mình chuyển qua cái warp PVP để mà giao lưu. Ai ngờ qua bên đây thì sự kiện thính nó rơi nữa. Nên bọn mình cũng nhặt được một ít đồ. Và cứ một tiếng là ở trong PVP này thì nó sẽ rơi một lần thính. Vào đây lượm đồ hên xui thôi. Và trong đây có cả warp chợ đen nữa. Để cho những ông nào mà thiếu thốn đồ mà cần thiết ấy, hay là dư giả quá thì đem lên đây bán. Mà cái mùa nuôi cha nó ra nó bán trên chợ đen đúng là cắt cổ thiệt chứ. Nó bán 16 miếng thịt với giá 1.000 đồng. Thì mình coi trên shop ấy, mình mua 64 miếng thịt, chỉ có mấy trăm đồng mà thôi. Còn đây nó bán cả 1.000 đồng. Đây là lúc mà mình đánh với cái con zombie heo level 7 nè. Tụi bố đánh nó không thấm gì luôn, gãy ngứa cho nó. 7.000 mấy máu, mà cái kiếm mình chém một lần có khoảng chừng mười mấy giọt. Đánh con này sang mười mấy xung luôn, nó chưa chết nữa. Không biết ở đâu nó lòi ra tới ngoài đây á. Mấy ông nào mà mới khởi đầu vào đây chơi á, thì mình thấy có một chỗ farm rất là an toàn luôn. Đứng ngay cái chỗ mà cái góc lắc của cái con zombie heo ấy. Đứng trên đây chém nó vài cái là đi rồi. Mất khoảng một thời gian sau mình mới đổi được nguyên set cộng 3. Nếu bây giờ muốn lên cộng 4 thì mình phải đi giết mấy con boss cấp lớn hơn, nó mới gớt ra mấy cái linh hồn lớn. Mà mấy con linh hồn lớn này thì đa số nó rớt từ level 3 tới level 4. Mà mấy con trong đây nó cũng trâu gì không kém mấy con level 5 và level 6 vậy. Vì cái kiếm của mình nó còn quá là yếu, chém chả thấm ai cả. Nói thật với mấy ông luôn, mấy ông chơi cái server này thì mấy ông nên nâng cấp kiếm trước. Giáp cộng 3 thôi mà mấy con kia đánh nó cũng không có thấm gì nữa. Tu tiên cho cây kiếm trước để chém cho nó phê. Ôi ai rồi lại luôn. Oh shit. Rồi mình tiếp tục đi 2.000 để mà đổi lên cây kiếm cộng 5. Rồi mình tiếp tục đi 2.000 nữa để mà đổi lên cây kiếm cộng 7. Mất rất là nhiều thời gian đó chứ đùa. Và cái sự kiện thính nó tiếp tục diễn ra ở bên cái warp BBB. Nên tụi mình bay qua đó để mà châm thính. Mà thính đa số chủ yếu là tiền thôi. Crypto với tôi. Trong lúc farm thì mình cũng thấy một cái ông nào đó cũng bá là đạo á. Ông cầm cái kiếm mà ông chém mấy con level 6, level 7 gút máu cũng như lúc rồi vậy. Mình vào mình đăng ké mình chỉ ăn được một mảnh thôi. Mấy cái mảnh linh hồn lớn này là nó rớt từ con level 5 tới level 7. Mà từ mấy con đó trở lên là phải đánh cực kỳ là lâu luôn. Máu nó trâu cực ấy. Bây giờ là giáp của mình full level 4, kiếm thì level 7. Mình cứ tưởng là mình bá đạo rồi. Qua kiếm mấy con boss lớn để mà mình quýnh. Ai ngờ qua đây tiếp tục ăn hành với tụi nó. Đi vòng vòng trong đây thì mình cũng có tìm thấy được Yasuo. Nên mình cũng solo 1-1 với Yasuo luôn. Đánh như bên liên minh vậy. Lóc lên lóc xuống, té mắt máu mấy lần. Yasuo đánh thường không đau nha, dùng skill mới đau thôi. Và sau khi giết được Yasuo xong thì mình lượm được một cái tinh chất xanh từ Yasuo. Cái này sau khi đủ 64 mảnh thì có thể đổi được một cái kiếm từ Yasuo. Khá là liên minh. Rồi mình lại tiếp tục solo với Yasuo nữa. Nhưng mà mình giết được vài con thôi là mình thấy mình ngán rồi. Nó đánh đúng rác luôn, máu gút liên tục. Nên mình cũng thôi, mình gg. Và những ngày sau đó thì mình tiếp tục đi farm những cái linh hồn của mấy con boss để mà nâng cấp giáp lên. Mình cũng hỏi là định mượn mấy cây kiếm mà cộng cao cao ấy để farm cho nó dễ. Nhưng mà có ông cao nhất là cấp 9 thôi. Và trong những lần mình đi qua trao đổi đồ ấy thì mình cũng được cái ông tên là Khôi, ông cho mấy cái linh hồn lớn. Cũng may là mình xin được ông này một mớ để mà mình lên cấp 8. Chắc xong cái series này mình đổi thành dương xin xỏ luôn. Rồi mình quay về địa bàn của mình. Cái địa bàn này của mình mới thành lập mấy ngày hôm nay thôi. Mà đã mời đâu khoảng chừng 4-5 người rồi. Mấy ông này ông xây dựng nhà, cửa, mỗi người một phòng riêng. Rồi mỗi người một công việc nữa. Cày cuốc từ lửa hết. Nhìn rất là vui luôn. Và cuộc đi săn bắt đầu diễn ra. Mình và đồng bọn của mình bắt đầu đi qua warp bot để mà đi kiếm con Lee Sin để đánh với nó. 4-5 hằng tụ lại đánh nó mà không khấm gì luôn. Mà trong lúc đánh có cái con Zenith với con AC nó qua nó bắn ké nữa chứ. Thằng nào thằng đấy muốn gục ngã hết trơn luôn. Mặc dù là tụi mình đã có giết được một con Lee Sin. Nó có gơ ra máu Lee để mà cho đổi đồ ấy. Nhưng mà một con boss Lee khác nó xuất hiện ra quá là nhanh luôn. Tụi mình chưa kịp hồi máu gì hết là nó bêm tụi mình liền rồi.
nên khó mà chống cự được lâu ở đây á. Mà trong lúc đánh nhau có một cái ông nào, ông bảo ông là fan của mình, ông muốn chụp hình chung với mình, mà trong lúc đánh nhau cũng gán chụp cho một tấm hình nữa, tranh thủ thật sự. Mà trong khi đó server mới mở được khoảng chừng có 2-3 ngày nay à, nên tụi mình cũng không biết làm gì. Nên mình đợi khi nào mà ông admin ổng update cái server Tony này lên rồi thì mình sẽ quay lại. Đây là tất cả anh hùng hảo hảo mà đã bị con Lee Sin đá bay đầu ra sảnh nè. Mà server mới thành lập có mấy ngày nay thôi, cũng thấy rất là vui rồi. Được ông này ông kia giúp đỡ, chửi lộn xin xỏ đủ kiểu hết. Trước khi mà mình chuyển qua server khác mà mình chơi ấy, thì mấy ông này cũng xin một tấm hình để mà ngâm rượu hoặc là treo ở trước đồn cảnh sát đồ. Server tiếp theo mà mình muốn chơi là server Reason. Phải nói là lâu lắm rồi mình mới quay lại cái Reason để mà mình chơi ấy. Lúc trước thì mình cũng có chơi mấy cái Reason kia nữa, nhưng mà mình không biết cái Reason này làm sao nên mình chơi thử. Phải nói Reason này là chuyên về cày cuốc và xuyên lục địa luôn. Đào xung này sang xung kia không thấy mặt trời đâu hết á, cắm đầu mà đào thôi. Mới vào sảnh thì nó có mấy cái hướng dẫn và mấy cái lệnh để cho mình tìm hiểu để mà trước khi chơi ấy. Và có mấy cái quyền lợi dành cho người chơi hệ nạp tiền ấy, là mấy người đó thì bá đạo rồi, mình không nói tới nữa. Trong cái Reason này thì mình chuyên về độ cày cuốc và đào thôi. Còn mấy bộ giáp thì đa số mình không để ý tới ấy, mình không có đổi luôn, mình chỉ chủ yếu là nâng cấp cây cuốc mình á. Sau một hồi mình dò thì mình mới biết là trong đây cũng có kit. Sau khi mà xẹt kit thì mình nhận được bộ giáp kim cương với kiếm, cuốc, rìu kim cương. Trong cái Reason này mình cũng có một cái plot để mà mình kiểu như là một ô đất của mình ấy, để mà mình xây dựng cái này cái kia nữa. Và đây là tất cả các răng mà mình phải đào, từ răng ngang cho tới răng rác. Khi mà đào nâng cấp càng lên càng cao ấy, tiền nâng cấp nó sẽ càng lên, như vậy đào nó sẽ hơi lâu á, nó không có dễ dàng gì đâu. Còn những cái răng dưới là dành cho những người chơi hơi nạp tiền đó, mấy người đó là bá đạo rồi. Và mình bắt đầu tiến qua răng nga để mà mình đào. Bên đây thì có rổ, có sắt, có than. Mà sau khi mà mình đào được vài chục cục á thì mình mới biết là sắt trong đây nó tự nung hết luôn, hay là do cái cúp của mình nữa ấy. Mà một hồi mình mới để ý thấy là cái cúp kim cương của mình á, nó có một cái dòng là gia tài mừ, vãi trưởng thật sự. Do là đào mấy cái quặng này nó khá là tối, nên mình cũng cài mấy gói tài nguyên cho mấy cái quặng này để nó sáng hơn, cho nó dễ đào nữa. Lên đây mình nhìn theo mấy cái bảng đó mà mình bán đồ ấy, mình đập vào nó để mà nó bán. 64 khối sắt thì mình bán được 2.000, còn 64 khối than thì mình bán được 1.500. Sau khi mà mình đã đủ 15.000 để mà mình nâng cấp lên gân B, và muốn lên gân C đó mình phải cần 30.000. Ở bên gân B thì có thạch anh, đá, sắt, than, gỗ. Mình thấy nên cày cuốc thì qua gân Nga cày cuốc nó hiệu quả hơn ấy. Bên đây nó lẫn lộn nhiều cái, có khi đào nó rất là lâu nữa. Sau khi mà đủ tiền thì mình nâng cấp lên gân C. Gân C bên đây thì có vàng với có tuyết, mà cái chỗ đào này nó chưa reset lại nữa. Mấy ông nào đào sạch bon hết trơn rồi, đào hoài thì mình cũng thấy khá là chán, nên mình đi kiếm cái gì đó để mà giải trí. Thì mình qua bên gân Nga, mình thấy mấy cái ông này làm một cái chỗ để mà giao lưu đá gà. Mà mấy con gà ở đây nó cầm kiếm không nha, nó đá bằng kiếm với nhau không à. Trong lúc đào farm để mà kiếm tiền nâng cấp gân ấy, thì có nhiều ông cũng ngộ nghĩnh lắm, quýnh người ta xong cho người ta bị lửa cháy chết à. Hết việc làm nên giờ đi kiếm chuyện vậy đó, ngộ nghĩnh ghê. Bây giờ là mình tới răng D. Răng D là gồm có khối sắt với quặng vàng. Mình nghĩ là nếu mà có cây cúp gia tài 10 thì nên đào mấy cái quặng nó ngon hơn. Chứ đào khối nó lâu lắm, đào khối kiểu như là nó không có nhân đôi ấy. Đào quặng nó ngon hơn rất là nhiều. Nói thật luôn là tôi đi server nào cũng được người ta cho đồ hết ấy, không xin luôn, cứ giờ mặt cái là cho, cứ giờ mặt cái là cho à. Tôi hiền quá mà. Và khi hai cây cúp của mình sắp hư ấy, thì mình ghi sẹt menu qua và mình nhắn vô cái dòng sửa chữa là nó sửa chữa cho mình liền. Chỉ tốn có 10.000 thôi mà sửa được một cây cuốc, đào lên mười mấy ngàn cũng được nữa, nó rất là tiện luôn. Rồi mình tiếp tục lên tới gân E, gân F. Lên tới gân R thì có kim cương. Và mình tiếp tục đào cũng bán được một khối và cũng lên được gân H. Và gân H bên đây mình không thấy ai đào hết, nên cũng khá là chán và buồn á. Cái việc mà đào cày cuốc kiếm khoáng sản nữa thì mình chán lắm rồi. Mình sinh tồn 200 ngày là mình đào uống há họng rồi, sắp tới 300 ngày mình còn đào nữa, mà còn đào thêm cái này nữa mình chết luôn á. Nên mình quyết định dùng sự trợ giúp của người thân. Sau một hồi mình gân up thì mình cũng lên được tới rank Z. Và răng này chỉ toàn là ngọc lục bảo không, bán giá tuốt ở trên trời, giá kinh khủng thật sự. Bởi vậy mới nói tiền nhiều để làm gì, để răng up chứ làm gì. Tiếp đến là một mình sẽ chơi là Skylock Free. Mình cũng không biết tại sao server này nhiều Skylock đến như vậy á, quá trời Skylock luôn. Khi vào đây mà mình bất ngờ nhất là một cục đất có thể đổi được một cây cuốc kim cương với cái hiệu suất 15, phải trưởng thật sự. Đây là một cái cúp đền bù, mình cũng không biết, chắc là do server này nó reset hay sao á, nên mới có cái đồ đền bù như vậy. Mình bắt đầu tìm hiểu lệnh, đi tham quan, đi tham khảo đồ, coi đồ này đồ kia nó trao đổi như sao nữa.
có cái gì đó nó mới mẻ hơn không, để mà mình tìm hiểu nữa. Rồi mình bắt đầu xẹt y và tạo đảo cho riêng mình. Và mình cũng mời ông Monster để vào quẩy cùng nữa, chứ chơi mình chán lắm luôn á. Lúc đầu là hai thằng làm cái máy farm đá khoáng sản ấy, tìm hiểu như đúng rồi vậy không biết làm. Ai ngờ một hồi mới làm được, là chỉ cần đặt một cái hàng rào và có nước ở đó nữa là ok. Và mấy cái skylock này mình nói rất là tiện luôn, nó có mấy cái kho quặng á, mỗi khi mà mình đào thì nó sẽ vô cái kho của mình, không cần phải mà đầy kho đồ hay sao sao nữa. Và mình cũng có mời thêm một người bạn của mình vào nữa để mà quẩy cho nó vui, càng đông càng vui ấy. Và sự kiện thính diễn ra thì bọn mình qua cái quá PPP để mà lụm thính. Trong mỗi cái rương thì mình chỉ lụm được 1.000 vàng yếu yếu thôi, vàng gì ngộ nghĩnh thật sự. Và mình dùng 12 cục đất để mà mình trao đổi với 12 cây cúp đền bù. Lúc đầu mình cứ tưởng là cây cúp này nó dễ vỡ lắm, ai ngờ đâu nó không bị phá vỡ, lấy trời luôn, tốn hết 12 cục đất. Và mình quay về thì mình dành ra hết nửa ngày để mà mình đào, để kiếm thêm khoáng sản và dùng cái số khoáng sản đó để xây một cái dòng bát quái để bẹp nhau trên đó. Tiếp đến là server SkyMine, một server mà mình cũng thấy rất là tò mò luôn, cái server gì đâu mà đông dữ thì không biết. Sau một lúc mình tìm hiểu cách chơi thì mình biết đây là những cái đá khoáng sản mà mình sẽ đào để mà đi trao đổi đồ, và nó sẽ không bình thường như mà các bạn nghĩ đâu. Trong lúc đào có đứa giết mình cũng được nữa. Mình qua bên đây thì mình cũng được một ông cho đồ nữa. Thấy chưa, nó thật luôn, đi đâu cũng được cho đồ hết. Cho đồ ăn thì lấy thôi chứ cho mấy cái kia không lấy đâu. Và việc đầu tiên của mình làm là đào mấy cục đất này để mà trao đổi được một cái cúp gỗ để đi qua bên kia để mà đào được đá, và đi qua bên ông dân làng khác nữa, và mình đổi được một cái cúp gỗ có hiệu suất 1. Và cứ như vậy nó nhân lên, 16 cục đá cội thì sẽ được hiệu suất 1, 32 thì sẽ được hiệu suất 2, một stack đá cội thì sẽ được một cục đá phù phép. Đó, cứ như vậy nó sẽ nhân lên cho đến hiệu suất 5 thì nó sẽ đổi qua khoáng sản khác. Và cái khó khăn lớn nhất mà trong lúc mình đào là có mấy cái ông kia có đồ xịn hơn người ta thì đi bắt nạt người ta, cầm kiếm chém một cái là lật ngang rồi. Ây da. Ông giờ phóng thẳng mẹ qua bên đảo luôn. Tiếp theo là đến server Boss Lock, một server mà mình không biết về cái gì nó luôn. Mình thấy có để môn phái gì nữa, trông khá là thú vị đấy chứ. Có kiếm sĩ mang cà rồng, nhìn rất là lạ luôn. Và mình bắt đầu nhắn vào cái con NPC thì nó dịch chuyển qua cho mình một cái chỗ có một cái cây và một cái rương, và mình bị bao quanh bởi một cái vòng. Và nếu mà mình muốn mở rộng cái vòng này thì mình phải hoàn thành những cái hành tụ của Minecraft. Và mình muốn dịch chuyển cái vòng này đi qua chỗ khác thì mình có thể dùng ngọc Ender để mà mình phóng đi. Còn mình quay lại sảnh và mình sẽ kit và mình nhận được rất là nhiều đồ luôn, đồ khởi đầu VIP thật sự luôn ấy. Và mình cũng để thấy là mình có một cái ba lô nữa. Mình cứ tưởng cái cục này là cục hướng dẫn gì không. Và trong đây có rất nhiều nghề để cho mình làm nữa. Mỗi nghề thì nó có nhiều cái nhiệm vụ nhỏ khác nhau bên trong, như là nông dân, xây dựng, thợ mỏ, sát thủ, đồ lừa hết. Rồi mình quay lại cái boss của mình để mà mình đào. Và mấy cái này thì mình cũng không biết làm cái gì nữa, mình chỉ đào hẳn sâu xuống dưới lòng đất thôi. Khi mà mình đào sâu xuống cái đá tảng sâu ấy và mình nhặt được cái cục đá tảng sâu thì mình được hoàn thành và mở rộng thêm được nhiều khu vực nữa. Mình lượm được cái nào đó, được thêm một công thức nào đó thì nó sẽ mở rộng thêm khu vực của mình nữa. Và mình làm một cái bàn chế tạo và thử chế tạo thêm một cái cúp đá, và nó cũng mở rộng cho mình thêm một ô nữa. Mình cũng quên chọn môn phái cho mình. Và trong đây có rất nhiều môn phái để mà mình chọn, như là hiện xạ, pháp sư lửa, pháp sư, đấu sĩ, kiếm sĩ, ma cà rồng, thánh đồ, hư không. Mình cứ tưởng đây là game võ lâm không chứ. Tiếp theo là đến server Skylock Happy. Mình cũng đi lòng vòng và tìm hiểu xung quanh. Mình không biết làm gì nữa nên mình cứ đi vòng vòng và tham khảo thôi. Tiếp theo là tới server Fashion. Server này là chuyên về phe phái đánh lộn và giang hồ với nhau ấy. Ở đây chủ yếu là lập địa bàn, xây dựng lên của hai bên bem nhau thôi. Nó cũng giống như sinh tồn vậy. Và tiếp theo nữa là Skylock Storm. Skylock này là mình đã từng chơi ở bên server 100 ngày trước rồi. Bây giờ đồ mình còn yên nguyên nhưng mà cái đảo mình cũng không biết làm sao mà mất tiêu rồi. Và bây giờ server thay đổi rất là nhiều luôn. Ông phát triển cái server này, ông xây dựng lên rất là nhiều luôn ấy. Bây giờ dòm nó không giống như ngày xưa nữa, nó dòm quá là lạ luôn. Và cuối cùng là phần giải trí, một server giải trí mà rất là nhiều anh em muốn chơi, đó là Bad World. Quá trời đông luôn, bốn mấy năm chục người. Mình cũng có rủ Monster và những người bạn của mình vào chơi cùng nữa. Vào đây thì có vài người nhận ra tụi mình, xin chụp ảnh cùng nữa chứ. Mình cực kỳ ít chơi Bad World luôn, đây là lần thứ hai mà mình chơi ấy. Vào đây mấy ông bán hành cho mình quá trời luôn, chơi khoảng chừng đâu 7-8 trận mà win được có một trận à. Buồn thật sự. Mình không biết là có nhiều ông hack hay sao ấy. Mình chưa lại gần mà cái kiếm nó quơ như đúng rồi vậy, tán liên tục luôn. Tầm đánh cũng rất là xa nữa. Bắt đầu game đầu tiên thì tụi mình là tem đỏ. Mình cũng không biết là lượm sắt để làm gì luôn á, chỉ biết là mua lock để mà đặt thôi. Còn vàng kim cương gì sau một hồi mấy ông kia nói vậy hết rồi mình mới biết là để nâng cấp đồ.
đây là một thằng đầu tiên chơi Betway đấy. Lấy tay đập gỗ, lấy gỗ đồ. Sợ thật sự. Ây da, ây da. Em bị hội đồng em đau quá. Ây da. Nhiều mạng rồi. Ui, ông kia còn hàng máu. Shit. Ây, vô dưới đường rồi kìa. Ây da, chết. Lùm. Ra lại thôi. Nè ní boy hả, nè ní boy giết. Đi. Ôi, nó trên này. Ui, rồi, chết rồi. Xong rồi. Hay quá Dương ơi, tự kích liễu đời mình luôn. Con ơi, còn đường không vậy? No. Hay. Mà lô bị green. Bolo. Dương, cẩn thận Dương ơi. Mình còn cái linh hồn không có Dương. Đây rồi. Ok. Cái không đâu đâu. Còn đường ơi, xinh nhìn á. Ây da. Nó mạnh quá. Ê, ông top 2 kìa, tôi top 3 kìa. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Cái video này mình không để ngày là vì trong lúc mà mình quay với mình chơi ấy, mình chơi hết server này thì mình thoát ra mình chơi server kia, mình cứ lặp đi lặp lại, mình đổi server rất là nhiều luôn. Nên mình cũng không biết sắp xếp làm sao cho nó đúng nữa. Nếu mà mình không tóm gọn lại như vậy á, các bạn coi các bạn lú luôn á. Mong là các bạn thông cảm cho mình nhé. Và video tiếp theo là chắc chắn là sẽ 300 ngày Minecraft sinh tồn 1.18 rồi. Mình nhất định sẽ ra 300 ngày. Và bây giờ cũng đã gần Tết, nên mình cũng xin chúc các bạn có một năm mới thật là nhiều sức khỏe và vui vẻ bên gia đình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.